Hello các con, ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu bài học đầu tiên trong Unit 1, Lesson 1. Thì cái phần đầu và phần thứ nhất đó là Listen, Point and Repeat. Có nghĩa là đầu tiên là mình hãy nghe cái máy này đọc ha, sau đó mình dùng tay mình chỉ vào. Đọc tới đâu thì mình chỉ tới đó ha. Rồi, và mình sẽ repeat là mình sẽ đọc lại những cái gì mà ở trên máy đọc và mình đọc theo nha. Ví dụ như chữ này là chữ A trong tiếng Anh. A. Và cái này cũng là A luôn. Cái này là in hoa và cái này là chữ thường. Thì từ A nó sẽ đọc âm là A. A. Đúng rồi, các con hãy đọc theo nha. A. A. Cái này cũng vậy, đọc y chang luôn. A. A. Bây giờ mình sẽ xuống tới bạn kiến nha. Này là con kiến đúng không? Thì con kiến để mình xem thử là trong tiếng Anh đọc là như thế nào nhé. Ant. 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 Các con để ý nha, cái từ đọc là ant và ở cuối thì nó sẽ có âm t. Ant. Ant. Mình đọc lại nha. Bây giờ các con hãy đọc theo nha. Ant. 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 Vậy là ant là con kiến. Cái này là cái gì ta? Cái này là trái táo đúng không? Để mình xem từ trái táo trong tiếng Anh đọc là gì nha. Apple. 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 Bây giờ các con đọc lại nha. Apple. 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 Ok, tiếp theo đó là bạn cá sấu đúng không? Bạn cá sấu, để mình xem thử trong tiếng Anh là gì nha. Alligator. 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 Nó sẽ có bốn âm nha. Alligator. Giống như apple thì có hai âm. Ant thì có một âm. Tuy nhiên ở đây là alligator là có bốn âm. Đọc lại nha. Alligator. 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 Ok, bây giờ mình ôm lại chút xíu nha. Cái này tiếng Anh đọc là gì ta? Apple. Apple. Đúng rồi, cái này đọc là gì ta? Con kiến trong tiếng Anh là gì nè? Ant. Ant. Kiến trong tiếng Anh là? Ant. Và cái này là bạn cá sấu. Trong tiếng Anh đọc là gì nè? Alligator. Alligator. Ok, vậy là ngày hôm nay trong cái bài này thì mình đã đọc được, mình đã biết được ba từ đúng không? Đầu tiên nó là con kiến, trong tiếng Anh là ant. Và trái táo trong tiếng Anh là apple. Apple. Và bạn cá sấu trong tiếng Anh là alligator. Alligator. Ok. Bây giờ mình sẽ qua bài học tiếp theo nha. Bây giờ cũng là trong cái phần 1 của bài 1 luôn. Thì bây giờ mình sẽ color, có nghĩa là mình sẽ tô màu cho chữ nha. Thì ở đây mình có bao nhiêu màu nè? Mình có 4 màu. Màu đầu tiên là màu vàng, trong tiếng Anh gọi là yellow. Yellow. Đây là màu xanh, gọi là blue. Blue. Màu đỏ, gọi là red. Red. Và màu xanh lá cây, gọi là green. Green. Và bạn kiến ở đây là màu cam đúng không? Thì nó gần giống với màu gì nè? Mình có thể chọn màu yellow. Yellow. Vậy là mình chọn yellow để mình tô cho chữ A nha. Đẹp không? Ant. Bây giờ mình sẽ chọn màu red. Red. Mình chọn red nha. Nice. Bây giờ mình chọn green. Green. Bây giờ mình còn một màu blue. Thì mình sẽ chọn blue nha. Blue. Nice. Các con ở nhà hãy tự tô vào trong vở bài tập của mình nha. Bây giờ mình sẽ đi đến phần tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo. Đó là phần thứ hai trong bài 1. Đó là listen and point. Listen có nghĩa là mình hãy lắng nghe ở trên máy này đọc, và end point, và sau đó mình sẽ chỉ vào. Ví dụ như cái này đọc là
cái táo thì mình sẽ chỉ vào trái táo, và mình con kiến thì mình sẽ chỉ vào con kiến, và con cá sấu thì mình sẽ chỉ vào cá sấu nha. Bây giờ các con xem thử là mình sẽ chỉ vào đâu nha. An alligator. An alligator. An alligator. An alligator là con gì ta? Hồi nãy mình học rồi đó. An alligator là con gì nè? Là con cá sấu. Đúng rồi. An alligator là con cá sấu. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp theo thử là mình chỉ ở đâu nha. An apple. An apple. An apple. An apple là cái gì nè? Là trái táo đúng không? Mình sẽ chỉ vào đây. An apple. Và an ant. An ant là cái con gì nè? An ant là con gì ta? Là con kiến đúng không? Đúng rồi, an ant là con kiến. Bây giờ các con hãy tự chỉ vào nha, xem thử là khi mà cô đặt vào, khi mà cô bấm vào nó đọc thì là con tự chỉ vào nha. An apple. An apple. An apple. An ant. An ant. An alligator. An alligator. Giỏi quá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bài học tiếp theo nha. Chưa. Bây giờ mình sẽ now color, có nghĩa là bây giờ mình sẽ tô màu cho trái táo. Và ở đây mình có ba màu gì nè. Hồi nãy mình cái màu này là gọi là màu gì ta? Green. Đúng không? Cái này là green, là màu xanh lá cây. Blue. Và mình có màu red. Bây giờ mình thích tô màu gì trước nè? Mình tô màu blue trước đi ha. Blue thì mình sẽ tô vào trái táo. Có trái táo nào mà màu xanh không ta? Không có đúng không? Thì mình đổi lại có táo màu gì nè? Red. Sau mình sẽ tô màu đỏ. Red. Đẹp ha. Và cũng có một cái loại táo khác, đó là táo màu xanh lá cây, nên là mình sẽ tô màu xanh lá cây cho trái táo nhé. Green. Màu này là cái táo green apple. Cái này là green apple. Cái này là red apple. Red apple. Bây giờ mình sẽ tới phần tiếp theo nha. Mình đến phần tiếp theo, đó là phần thứ 3 trong bài học đầu tiên, đó là chant and show. Có nghĩa là các con vừa hát theo và các con ở nhà các con cũng nhảy theo, các con múa theo nha. Show là mình cũng biểu diễn ha. Nên là bây giờ mình sẽ lắng nghe bài hát và các con hát theo nha. Bài hát rất là dễ thương đúng không? Mình vừa hát, mình vừa vui, mình lại nhớ được những cái bài, những cái từ mà lúc nãy mình học đúng không? Hồi nãy mình học bao nhiêu từ nè? Con kiến tên là gì ta? Con kiến đó là ant. Và trái táo đó là apple. Và bạn cá sấu đó là alligator. Thì cái bài hát này sẽ giúp các con ôn lại và nhớ lại. Nên là mình sẽ nghe lại một lần nữa nha. Và các con nhớ là mình hãy hát theo và mình hãy múa nhảy theo nha. Alligator, 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 al
Bây giờ là chắc là các con đã nhớ rồi đúng không? Bây giờ mình có thể hát mà mình không cần nhìn màn hình không? Mình thử thử nha. Các con hãy hát theo mà không cần nhìn màn hình nha. Vậy là mình đã học xong cái phần lesson 1 rồi ha. Mình đã học xong cái lesson 1 thì các con nhớ là các con hãy đọc lại, hát theo và các con hãy dùng viết để viết lại cái từ ant, apple và alligator nha. Các con vừa đọc, các con vừa viết để mình có thể nhớ được ha. Ví dụ như các con hãy nhìn vào bài học này. This is the letter A. The letter A makes the A sound. Ant. Apple. Alligator. Bây giờ các con hãy học bỏ cái này đi ha. Và các con tự viết dưới cái hình này. Các con tự viết lên là cái từ này, từ ant viết như thế nào, apple viết như thế nào và alligator viết như thế nào nha. Các con nhớ là mình vừa nghe, mình hát theo và mình viết theo, mình viết theo nha, để mình nhớ được cái mặt chữ của nó nha. Cảm ơn các con rất là nhiều. Chúc các con học thiệt là giỏi nha. Và hẹn gặp lại các con trong bài học thứ hai. Bye bye. Oh, my God.